Xin chào các bác và anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Mardel Hà Nội. Trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng một sản phẩm, một chiếc đầu giải mã DAC cực kỳ hot thời gian gần đây và hết hàng khoảng gần một tháng rồi các bác và anh em nhé. Đây là mẫu đầu giải mã mới của hãng Zinet được các bác và anh em vô cùng săn đón. Đó là chiếc DAC Zinet ZN609. Thì ngày hôm nay em mới về hàng lên video clip ngay cho các bác và anh em. Để cho các bác và anh em nào mà đang tìm kiếm cái sản phẩm này chưa mua được hoặc đang muốn trải nghiệm một chiếc đầu giải mã DAC chất lượng tốt, giá thành hợp lý, đầy đủ chức năng thì có thể tham khảo các bác và anh em nhé. Em sẽ đập hộp một chiếc hộp cắt tông đây, đập ngay vào mắt chúng ta. Đó là chiếc DAC Zinet ZN609. Con này thì em đã có một cái video clip lên sóng về nó rồi và thực sự là lô hàng đầu tiên về thì nó hết quá là nhanh và rất nhiều các bác và anh em chưa mua được nó và nhắn tin gọi điện liên hệ với em rất là nhiều, thì cho em xin lỗi nhé. Thì bây giờ mới về được hàng thì các bác và anh em nào mà chưa mua được thì có thể nhắn tin lại cho em hoặc gọi điện lại cho em nhé. Đây, con 609 vỏ hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối các bác và anh em nhé, bằng nhôm nguyên khối cực kỳ là chất lượng luôn. Đây, mã là ZN609, con này là DAC Zinet ZN609 made in Singapore các bác và anh em nhé. Đây, con này thì có đầy đủ đường vào của nó gồm 3 cổng kết nối, cổng quang học optical là cổng được các bác và anh em sử dụng nhiều nhất, cổng thứ hai là cổng coaxial, cổng này thì các bác và anh em là gọi là cổng đồng trục, cũng truyền tải tín hiệu kỹ thuật số nhưng mà sẽ kén các bác và anh em chơi hơn, và chúng ta cần phải có dây coaxial xịn cũng như là thường để kết nối từ đầu đĩa xuống, thì đầu đĩa hiện nay thì các bác và anh em cũng ít các bác và anh em chơi rồi. Và thứ ba là cổng bluetooth của con này thì cũng rất là hay, bluetooth 5.0 các bác và anh em nhé. Con này bắt tín hiệu rất là ổn định các bác và anh em nhé, con này bắt tín hiệu cực kỳ ổn định luôn, nó sẽ rơi khoảng tầm 15 đến 20 mét các bác và anh em nhé, tín hiệu rất là ổn định từ 15 đến 20 mét. Đấy, em đã lắp dâu vào xong rồi. Đấy, con này nhìn rất là đẹp các bác và anh em nhé. Cái màu này nhìn góc này thì nó có cái màu xanh nhưng quay góc này lại khúc xạ ánh sáng thì nó sẽ có màu đen. Đấy, rất nhiều các bác và anh em đặt ở vị trí khác nhau nó sẽ có những cái màu khác nhau thì rất là đẹp. Con này đặc biệt là có cái công tắc ở đây, đây là công tắc bật tắt các bác và anh em nhé, bật tắt cũng như là chỉnh âm lượng luôn. Con này có chỉnh âm lượng và đường ra của nó đây gồm hai đường là đường AV, đường hai đầu AV RCA và một đường 3.5 các bác và anh em nhé, để kết nối xuống âm ly nhiều bác và anh em hỏi em là cái đường 3.5 này ra xuống đi được không thì xuống được các bác và anh em nhé, nhưng mà khuyên các bác và anh em là nên chơi dây hai đầu bông sen, hai đầu AV thì tín hiệu nó sẽ ổn định và nó hay hơn các bác và anh em nhé. Đấy, đường nguồn này, ba cổng kết nối cực kỳ là ngon. Con này giải mã lên đến 24 bit các bác và anh em nhé, 24 bit và tần số lấy mẫu là 192 kHz là tối đa đấy. Với nguồn nhạc mạng, nhạc YouTube của Việt Nam chúng ta thì thực sự các bác và anh em chơi là nó dư thừa các bác và anh em nhé, nó dư thừa. Đây, nó có cái tờ nữa hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật của nó, đây đầy đủ các chức năng hết các bác và anh em nhé, cực kỳ ngon. Phụ kiện bao gồm một dây nguồn củ nguồn này và một tờ dây quang học đi kèm các bác và anh em nhé, dây quang học đi kèm. Con này thì thực sự với các bác và anh em, chất lượng nhạc nó cho ra, nếu các bác và anh em nghe nhạc trực tuyến từ YouTube thì nó sẽ cực kỳ hay các bác và anh em nhé, cực kỳ hay. Các bác và anh em có thể sử dụng để kết nối để nghe nhạc hoặc là sử dụng để nâng tiếng, để nghĩa là cải thiện cái âm thanh hay hơn thì chúng ta có thể hát karaoke được các bác và anh em nhé. Đấy, cải thiện cái chất âm đấy ạ. Đấy, giải mã DAC kết nối quá ngon, gì là sóng chỉ em sẽ giới sẽ kết nối vào cách cho các bác và anh em xem nhé, con này nó thú vị như thế nào. Đấy, đầu tiên này bỏ cái dây nguồn ra, sau đó củ nguồn này các bác và anh em cắm trực tiếp cho em vào điện là 220 các bác và anh em nhé, 220 và 110 đều được. Em sẽ cho quay lại gần hơn một chút để các bác và anh em sẽ xem quá trình em kết nối nhé. Đây, sau đó em sẽ cắm nguồn vào đây. Dây quang, dây kết nối từ TV xuống các bác và anh em nhé, và dây bông sen em đã cắm sẵn xuống âm đi rồi, cắm vào đằng trước này. Đó, sau đó là bật âm đi và trải nghiệm thôi. Đấy, một cái nhược điểm nhỏ nhỏ của cái con giải mã này là khi mà các bác em bật hay tắt ấy, tắt hoặc bật thì nó sẽ có cái tiếng
hơi bụp nhẹ một chút các bác và anh em nhé, nó sẽ hơi bụp nhẹ một chút này. Đấy, nó sẽ hơi bụp nhẹ một chút, đấy chỉ là một cái điểm trừ nho nhỏ thôi. Còn nó sẽ test nhạc trên YouTube cho các bác và anh em trải nghiệm. Đó, đây là bật nhạc trên TV đấy các bác và anh em nhé. Chỉnh âm lượng này cái nút chuyển Bluetooth của con này đâu, thì thực tế thì con này không cần nút chuyển Bluetooth các bác và anh em nhé, không cần phải chuyển qua chế độ Bluetooth, Bluetooth nó luôn bật, các bác và anh em chỉ cần mở điện thoại lên, sau đó đây em sẽ quay rõ cái màn hình điện thoại, bật Bluetooth trên điện thoại lên. Các bác và anh em nhé, có chữ 609 đây này. Đồng ý ghép đôi cho lần đầu tiên các bác và anh em kết nối. Vậy là đã ok các bác và anh em nhé. Đây, đã kết nối xong lên điện thoại. Các bác và anh em lưu ý là khi kết nối Bluetooth chúng ta phải tăng âm lượng trên điện thoại lên nhé. Đó, vẫn điều chỉnh ở trên này bình thường nhưng phải tăng âm lượng trên điện thoại lên. Kết nối Bluetooth lập tức con giải mã này nó sẽ ngắt tín hiệu quang và chuyển qua điện thoại. Và một điểm hay nữa của cái con JN609 này, khi các bác và anh em không muốn nghe nhạc trên điện thoại nữa mà muốn chuyển qua cổng quang optical trên TV, chúng ta chỉ việc đây các bác xem, tắt Bluetooth đi, lập tức nhận cổng quang các bác và anh em nhé, lập tức nhận cổng quang, cực kỳ hay và tiện lợi cho các bác và anh em luôn, không cần phải thao tác cắm rút hay chuyển gì cả. Còn khi chúng ta này, các bác và anh em từ lần kết nối thứ hai nhé, các bác và anh em chỉ cần bật Bluetooth lên. Bật nhạc. Đó. Không cần phải làm động tác gì cả các bác và anh em nhé, cực kỳ đơn giản luôn. Kết nối xong tái lại. Tái chúng ta lại sử dụng trên điện thoại. Không muốn nghe điện thoại nữa, tắt đi, lại nghe cổng quang trên TV. Sẽ báo giá luôn các bác và anh em nhé, một chiếc đầu giải mã TAC JN609 của JNet sẽ có mức giá là 680.000 đồng một chiếc bao ship các bác và anh em nhé. Còn mua tại cửa hàng sẽ là 650.000 nếu các bác mày mua tại cửa hàng. Còn giao hàng toàn quốc là 680.000 đồng, miễn phí ship là 30.000 đồng. Sản phẩm này sẽ được bảo hành 12 tháng cho các bác và anh em. Với bất kỳ một cái lỗi gì thì bên em sẽ đổi sản phẩm mới cho các bác và anh em, không thay thế và không sửa chữa các bác và anh em nhé. Cực kỳ là ngon cho các bác và anh em luôn. Một sản phẩm rất là chất lượng đến từ thương hiệu JNet Made in Singapore, mã JN609. Các bác và anh em mua hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em qua số điện thoại em sẽ để ngay trên màn hình các bác và anh em nhé. Số lượng có hạn, lô lần này về khoảng vài trăm con thôi, cũng đã bay hơn một nửa rồi. Các bác và anh em nào mà muốn trải nghiệm một chiếc đồng giải mã DAC giá rẻ, chất lượng cao, đầy đủ các chức năng thì liên hệ ngay với em để sở hữu nó các bác và anh em nhé. 680.000 đồng thôi, chưa đến 1 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các bác và anh em đã quan tâm theo dõi video của em. Các bác và anh em đừng quên là like, đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để cập nhật thêm video clip. Xin chào và cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video tiếp theo.